Rồi, hello các bạn nha, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61. Thì hiện tại mình đang có mặt tại siêu thị xe máy Thịnh Vượng Phát ở 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn cái giá của Vario 125 phân khối phiên bản 2022 và cái sự khác biệt giữa Vario 125 2022 và Vario 125 2023 vừa được ra mắt tại thị trường Indonesia ha. Sự khác nhau và cũng như là một số câu hỏi mà các bạn đặt ra cho mình, hỏi là những cái mà trên chiếc Vario 125 mới á, thì nó có Vario cũ này á, có thay thế được hay là không. Thì một số bạn cũng hỏi mình khá là nhiều về vấn đề đó, nên là hôm nay mình sẽ cập nhật giá trước cho các bạn rồi để nói tiếp ha. Đây, Vario 125 phân khối. Hiện tại thì bên cửa hàng mình đang có mức giá là 50 triệu đã bao gồm thuế VAT rồi nha các bạn, 50 triệu. Còn nếu như mà các bạn lên màu sơn độ như thế này thì cộng thêm tiền màu sơn giúp cho mình. Thêm tiền màu sơn thì được những cái gì? Thứ nhất là các bạn sẽ được bảo hành cái màu sơn này cho chiếc xe. Thứ hai, các bạn đâm, đụng, mà chày, chóc sơn hay là bạc màu hay là bất cứ sơn các bạn nó làm bị cái gì đó, bên cửa hàng mình sẽ bảo hành dặm sơn tuốt lại cho các bạn. Các bạn đi xe mà chày hay quẹt thì nọ cái đem ra dặm sơn tuốt là được thoải mái luôn. Nếu mà màu sơn zin thì sẽ không được cái đó nha các bạn. Màu sơn zin sẽ không được, màu sơn độ thì được. Rồi, nhưng bể đâm đụng mà bể cái dàn nhựa như thế này á, thì bên mình sẽ không bảo hành cho các bạn về vấn đề bể dàn nhựa nha. Chỉ chày chóc bạc màu nọ thì bên cửa hàng mình sẽ bảo hành cho các bạn, ok chưa? Với lại là thêm tiền nữa thì bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn thay đổi màu sơn trên cà vẹt để các bạn đi xe nó sẽ hợp lý, hợp pháp hơn về vấn đề mà cà vẹt xe ha. Ví dụ xe này đang là màu đỏ nè, mà mình lên màu xanh như thế này mà các bạn đi xe ngoài đường á, các bạn không đổi màu sơn trên cà vẹt á, thì các bạn sẽ bị hỏi và sẽ bị phạt. Còn bên đây mình sẽ thay đổi màu sơn trên cà vẹt cho các bạn luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói một tí xíu. Nếu như mà các bạn đã xem cái vấn đề Vario 160 phân khối, 125 phân khối mới rồi á, thì có thể thấy là nó sẽ thay đổi một tí xíu những cái gì. Thứ nhất là cái phần đầu xe nó sẽ mập hơn một tí xíu so với thằng này, nó sẽ nhìn hầm hố hơn. Và thiết kế cái phần bên hông của dàn nhựa bên hông này của nó các bạn cũng có một cái đường nét nổi gân một tí xíu. Nói chung là thiết kế bên ngoài sẽ thay đổi rất nhỏ luôn. Rồi các bạn nhìn thì chú ý kỹ lắm thì mới thấy được thôi. Nhưng mà cái thằng 125 mới bây giờ nó ngầu hơn tí xíu. Đấy, và thứ hai, được trang bị cổng sạc USB. Cái hộc đựng đồ có nắp đậy, có cổng sạc trong đó, điện thoại để sạc này nó thoải mái, đồ đựng trong đó không sợ bị ướt. Thay vì thằng này được hai cái hộc thì thằng kia nó sẽ một hộc được có nắp đậy ha. Thứ ba là nó sẽ có cái chìa khóa smart key. Chìa khóa smart key thì ở đây là những phiên bản này chỉ là khóa thường thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn mua bên mình á, các bạn muốn độ lên smart key bên cửa hàng mình vẫn độ cho các bạn được. Gắn cái bộ smart key bên cửa hàng mình á, thì các bạn sẽ đi theo zin cái chìa khóa của cái remote của chiếc 125 luôn. Nhưng mà các bạn sẽ được có tính năng gì? Chống cướp. Chìa khóa smart key bình thường các bạn sẽ không có tính năng chống cướp, chỉ có tính năng chống dắt mà thôi. Còn chìa khóa smart key bên cửa hàng mình là sẽ có tính năng chống cướp. Khi mà các bạn bị cướp, cứ bạn cứ để cướp nó chạy khoảng tầm 2m, 5m gì đó là xe các bạn nó sẽ tự động ngắt hết tất cả nguồn điện trên xe và sẽ kêu tít 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 lên. Đấy, lúc đó thì nó sẽ bỏ xe đi, mình tới lấy xe mình đi về là ok ha. Là thêm một tính năng nữa là các bạn quên tắt chìa khóa xe, nó cũng sẽ báo hiệu cho các bạn biết. À, tí 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 lên, mày phải đi ra đây, mày tắt tao không thôi là hết bình. Đó, ok ha. Rồi, 125 2023 thì nó không thay đổi quá nhiều đâu các bạn. Tùy vào các bạn thích kiểu dáng nào, thích chìa khóa smart key, những cái tiện lợi của nó thì bạn sử dụng thôi. Rồi thì cái ông mà giám đốc AHM Yasuda các bạn, chúng biết thì cái dòng xe Vario 125 này á phù hợp để các bạn đi phố, gặp nhau những ngày cuối tuần đi chơi nhẹ nhàng trong phố thôi. Đấy, và cái chiếc 125 2023 thì nó sẽ được trang bị là động cơ SP thôi. Và mức tiêu hao nhiên liệu của nó là 51,7 km trên 1 lít. Đấy, nhưng mà mình thấy là cái này chỉ là thông số ở trên nhà sản xuất đưa ra thôi. Còn vấn đề chạy được như thế nào, tiêu hao nhiên liệu như thế nào thì các bạn phải tùy vào môi trường chạy xe, cách chạy xe của các bạn này nó sẽ tiêu hao nhiên liệu khác nhau ha. Trung bình là khoảng tầm 48 tới 52 km trên 1 lít. Đó. Ok ha. Rồi. Thì lớp xe của thằng Vario 125 phân khối nó cũng sẽ bự hơn cái lớp xe này, nó sử dụng cái lớp xe của 150 phân khối. Nhiều bạn nói là dự đoán thì Vario 160 phân khối sẽ ế. Đấy. Rồi, thì nhiều bạn hỏi mình nè, cái hệ thống mà đĩa trước của thằng Vario 100, đây mình sẽ quay cận cho các bạn xem ha. Bây giờ rồi bây giờ mình sẽ quay cận vô cho các bạn xem cái hệ thống đĩa ha. Nhiều bạn hỏi là cái đĩa của Vario 125 mới á, nó có gắn được cho cái đĩa của thằng gắn trên xe Vario 125 cũ hay không. Bây giờ mình sẽ quay cận cho các bạn xem để hiểu rõ hơn nha. Đây là cái đĩa của thằng 125 phân khối phiên bản cũ ha.
Thì trên xe này á, nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy được nó sẽ có 4 con ốc ở trong này, 1, 2, 3, 4, đó, 4 ốc thôi. Thì nếu mà các bạn muốn gắn cái đĩa của thằng 125 mới á, thì các bạn phải thay luôn cả cái đĩa nha. Thay luôn cả cái đĩa, thay luôn cả cái mâm, cái lớp luôn. Tại vì con ốc ở trên 125 phiên bản mới nó là 5 con ốc, 5 con bu lon này, 5 ốc này ha. Còn có thằng này là chỉ có 4 con thôi, nên là muốn thay cái đĩa đó phải thay luôn cái mâm. Mà thay cái mâm thì các bạn thay cái mâm của 125 mới thì cái mâm nó sẽ khác với cái mâm này, với cái lớp này, thì các bạn phải thay luôn cái lớp đấy, lớp to hơn đấy, ok ha. Rồi thì nói chung á là nếu như mà các bạn muốn thay thế mâm đĩa lớp trên cái dòng xe Vario cũ này bằng một cái của thằng Vario 1 mới á, thì các bạn phải thay lại hết nha, thay đĩa thì phải thay mâm và thay lớp luôn. Đấy, còn Smart Key thì mình nghĩ là các bạn không cần phải gắn Smart Key của 125 phiên bản mới đâu. Chỉ cần gắn Smart Key bên cửa hàng mình là chìa khóa Smart Key đó là zin nha các bạn. Hàng zin đàng hoàng, chính hãng đàng hoàng. Nhưng mà bên mình có tích hợp thêm nhận diện chủ nhân, có nghĩa là các bạn sẽ chống cướp này nọ kiểu đó. Là không có nối dây điện hết trơn á, chỉ là kích hoạt bằng mã ID thôi. Đó, thêm vài triệu để bảo vệ cái tài sản mấy chục triệu này ha. Rồi, bạn nào mà thích cổng sạc USB á, thì mình nghĩ là cái vấn đề đó cũng không có gọi là quá nhất thiết cần phải có đâu. Nói chung là bạn nào mà cần thích đi một cái mẫu xe Vario mới 2023 mới thì các bạn có thể đợi cái xe đó về ha. Giá thì nó cũng xem với nhau thôi. Còn bạn nào mà muốn mua Vario 125 hiện tại bây giờ thì có thể lựa chọn những mẫu xe này bên cửa hàng mình. Rất nhiều màu sắc, rất nhiều phiên bản cho các bạn lựa chọn luôn. Rồi, thì đó là một số cập nhật của mình về dòng xe Vario 125 phân khối 2023 và 125 phân khối 2022. Sự khác biệt nhẹ một xíu thôi, cũng không gọi là quá nhiều. Nếu mà các bạn thích mẫu xe nào thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mình biết nha. Bên cửa hàng mình có đầy đủ đồ chơi cho Vario luôn. Mâm, đĩa, phuộc, tay thắng này nọ kiểu, ốp bô này nọ kiểu, ốp lốc máy nọ kiểu đầy đủ ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn có một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.